đi cầm gì đó? Đi cầm 4 chiếc xe. Không phải 4, con đếm lại xem. 5 chiếc xe. 5 chiếc xe. Xe màu. Sao cầm gì? Xe gì đây? Xe cảnh sát. Đúng rồi, giỏi quá. Xe cảnh sát. Bạn sao cầm đi? Con xe này xe gì bạn Bi? Xe ô tô. Địa hình. Xe địa hình. Con xe này xe gì bạn Bi? Xe buýt. Xe buýt. Xe này xe gì bạn Bi? Xe cứu hỏa. Xe cứu hỏa. Xe này bạn cái này xe gì bạn Bi? Xe helicopter. Máy bay cảnh sát. Con xe này xe gì bạn Bi? Xe rác. Đúng không? Đúng rồi. Chính xác. Xe này xe gì bạn Bi? Xe cứu hỏa. Xe này xe gì bạn Bi? Xe cứu hỏa. Không phải. Xe bồn. Xe bồn. Mà sao bấm như này này? Mà sao bấm như này? Xe gì đi sao? Sao? Rồi bố đố bạn Bi, xe này xe gì? Xe đi hành. Xe đua. Con đọc chữ cho bố nào. Xe đua. Tốc độ. Đúng rồi, xe đua tốc độ. Bên này có xe đua này, bên tên nữa này. Bố ơi, bố. Bố. Ơi. Cô đồ điều khiển á. Xe đua bên tên. Bên này xe đua checker. Bên này là xe đua gì? Tàu à? Tên cá đâu? Mua đây. Tên cá đâu? Tên cá con không có, này cá không có nè. Vậy hả? Xe đua nè. Đây xe đua bắt trời nè. Hả? Lego kìa. Trên này là Lego. Đúng rồi. Mua cái này nó không.